Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Rinse Cup. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt khám phá những cái món hàng nguyên zin xé bịch dành cho anh em nhé. Đây là những món xé bịch dành cho anh em thích hàng cực đẹp nha các bạn. Đó, tất cả đều là zin da băng hết, trong bịch zin da băng hết nha các bạn. Rồi, ok, đợi mình xíu để mặt cái đèn lên cho nó sáng. Sẵn sủa đẹp trai, thông minh đẹp trai. Đó, ok. Rồi. Rồi, đây là cái bát bô. Bát keo bô nha các bạn, bát keo bô màu đen. Rồi, đây là cặp gất chân. Gất chân. Đấy, cái này là mỗi cái chi tiết đều nằm trong một bịch thế này anh em. Đó, thấy không? Đó, thì sau khi ráp vô xong mình sẽ được một cái bộ như thế này. Đó, cặp gất chân. Gất chân sao. Quá đẹp anh em, trời ơi, nhức cái nách luôn. Rồi, cao su gót chân trước. Đó, xe cúp là xài chung hết, 78 cái nén, 81, 86 thì xài chung hết nha các bạn. Đó, cao su gót chân trước nè. Đó. Rồi, để mình bật cái quạt lên cho nó mát cái này. Đó, cái quạt. Đó, mát chưa, mát chưa. Mát chưa. Ok. Đó, đầy đủ linh kiện, đầy đủ đồ chơi cho anh em nha. Rồi, tem nè, tem băng cá DD nè, đó, tem zin da băng nha anh em, đây, đó, đó tem bẩn nè, tem băng cá nè, đó, rồi, cái này là cái kiến số của xe 86 hoặc là xe custom, 50, 70, 90 thì có đủ hết, anh em nào có nhu cầu thay mặt số nha. Rồi, cao su chống nghiêng, cao su chống nghiêng các bạn. Cao su chống nghiêng dành cho 86 này custom nha. Đó. Rồi, cái này là hết yên dành cho xe cúp. À, cái này là hết yên cái đế bằng nhựa. Xe anh em mà cái đế nhựa anh em sẽ xài hết yên này. Hết yên hai chân dành cho đế nhựa. Giờ hết yên một chân dành cho đế sắt. Đó. Thì đi một cặp như thế này. Anh em mua mùa lẻ bán lẻ luôn mà thông thường thay một cặp. Chứ thay một cái không lẽ trong xe một cái cũ cái mới nhìn nó hơi quê mùa. À, mình có bán lẻ nha. Rồi, tới bao tay đèn vô và bao tay đèn tròn. Bao tay đèn vô thì có hai loại, một loại là có luôn ống gà và đèn loại không có ống gà thì mình bán riêng hai loại. Bao tay đèn vô với đèn tròn có gì khác nhau? Đèn vô dài hơn nha các bạn. Đây, anh em nhìn cái chiều dài của bao tay nó dài hơn. Bao tay đèn vô thì sẽ có một ống to với một ống nhỏ, một ống lỗ to, ống lỗ nhỏ. Còn đối với bao tay 86 là hai ống to bằng nhau, lưu ý nha, trái phải với bằng nhau. Còn nếu ống 86 nếu ngắn giống vậy mà có một lỗ to một lỗ nhỏ là ống của CD, của Bentley CD các bạn. Đó thì nó bên ống gà với bên là cái ghi đông trần là CD nha. Đó, cao su ống gà. Rồi, đây là chim. Chim, đây là chim hàng mới, cái này không phải là zin da băng mà đây là chim hàng Việt Nam làm mới đó, mấy anh em hồi 67 làm các bạn đó, làm cho chiên anh em đi xe 67 thì có chim đen với chim trắng rất là đẹp. Chim đen có hai loại nè, chim trắng với chim vàng. Chim đỏ cũng vậy, cũng có chim trắng với chim vàng, có hai loại thì anh em thích loại nào thì lấy, loại này thì rẻ hơn. Còn nếu mà anh em mà thích mà chim zin là tính tiền triệu nha, chim zin là hàng trong bịch luôn nha anh em. Chim zin hàng trong bịch luôn, hàng tính tiền triệu, cũng rất là đẹp nha các bạn. Rồi, đây là cặp tay xi nhan cánh én hàng trong bịch luôn. Đó, vậy chưa? Nguyên một cặp mà khách mua hai cái nắp chập rồi. Còn lại hai cái đế. Trời cũng ít có ác lắm. Mặt nạ custom dành cho anh em gắn xe 86 đèn tròn với lại custom đèn vuông. Cho xe cấp 86 và đèn vuông từ đời 92 cho tới 2000 2001. Đây là hàng trong bịch nha các bạn, mới chát. Ok, mới chát ha, hàng trong bịch. Rồi, cao su chống nghiêng dành cho 86 là custom, hàng trong bịch luôn, tất cả ở đây đều hàng trong bịch hết nha các bạn. Nút phục trước, nút phục trước có ba loại nè, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Màu đỏ này là của thằng nữ hoàng, cấp nữ hoàng. Anh em nào DD thích gắn này thì cũng được luôn nha. Màu trắng dành cho 81 86. Màu đen là dành cho xe 86 từ đời 92 cho đi, với xe custom là xài màu đen. Đây hàng trong bịch anh em.
hàng trong bịch nha. Rồi nút phục sao, nút phục sao thì có đen, nút phục sao cũng có trắng nữa nè, nút phục sao cũng có trắng mà trắng trắng sữa, đây trắng trong suốt, anh em nhìn hai màu khác nhau, trắng trong suốt nha. Đó, cái màu trắng sữa này nó hết sản xuất rồi nè, kiếm cũng ra luôn. Rồi chụp bông, chụp 86 chụp bông trong bịch nha nè, đó trong bịch xe băng nha các bạn, chụp trong bịch xe băng đó. Cái chụp này thì dành cho 81 86, rồi Charlie CD gì xài trong hết bạn, cùng một kích cỡ nha, CD 50 70 90 xài trong một kích cỡ. Rồi về chấn bùng, cái này là hàng tháo tháo xe nè, hàng tháo xe anh em thấy nó có hơi chạy chạy xước quá. Cái này mình có hàng trong bịch luôn nha, mình để bên kia là mình quay cái video này nên mình thiếu rồi đó. Cái đây là ba cái hàng tháo xe 66 giá rẻ. Rồi hai cái nút yên cho anh em gắn xe DD nè, hai nút anh em gắn xe DD á đó, hai nút thùng xăng dành cho anh em gắn xe DD này hơi hiếm nha các bạn. Rồi anh em có nhu cầu lấy món nào hàng trong bịch thì anh em liên hệ số điện thoại cho mình giúp mình. Ngoài ra thì bên mình có rất là nhiều, bên mình là chuyên bán linh kiện phụ tùng liên xe cúp các bạn, đấy rất là nhiều thứ nha, rất là nhiều, bất kỳ linh kiện nào trên xe cúp bên mình cũng đều có hết nha các bạn, yếm bẩn nè đó, rất là nhiều nha. Hoặc là anh em cần mua nguyên con xe cũng có đâu nha các bạn, CD 90 custom 50 đó, xe mình bán này giấy tờ đầy đủ hết nha anh em. Đó, bao rút gốc sang tay cho anh em nha. Đây, bao rút gốc sang tay cho anh em. Xe của mình là xe toàn là xe sưu tầm nên xe toàn là xe giữ không nha. Đấy, mới chát hết nha các bạn. Đó. Còn linh kiện phụ tùng xe cấp thì đầy đủ. Anh em cần món nào liên hệ. Ok, anh em lưu ý giúp mình. À, phương thức mua hàng bên shop, những anh em nào ở khu vực bên bến xe miền Đông thì qua trực tiếp bên shop để lấy các bạn. Còn những em ở xa thì vui lòng chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Tất cả những sản phẩm bên shop mình bán là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code các bạn. Anh em ở gần thì qua trực tiếp bên shop để lấy, nhắn tin trong Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh trực tiếp sản phẩm cũng như video sản phẩm cho anh em coi. Những anh em ở xa không có điều kiện qua lấy thì một là nhờ người thân qua lấy, hoặc là chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà, cho mình bên mình bán không có ship code bất kỳ một sản phẩm nào. Anh em lưu ý vấn đề về mua bán với mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng liên xe cấp hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn.